Vâng, và xin trở lại và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tân Kheo, và các bạn đã nhớ like, share, subscribe kênh của mình nha. Và chúng ta sẽ trở lại hôm nay là chúng ta sẽ chơi một tựa game mới, và mình cũng xin thông báo là mình cũng sắp có máy tính nên các bạn mình sẽ livestream trên máy tính nha, livestream bằng phần mềm Bigo TV. Các bạn nào mà có Bigo TV các bạn tải về nha. Bigo TV là phần mềm như thế này. Nó gọi là Bigo Livestream chứ không phải Bigo TV, mình xin lỗi nha. Đây, đây là Bigo Live. Thì các bạn tải về để xem mình livestream về Liên Minh, nhiều thứ game khác nữa. Mình sẽ livestream, ok. Tại vì mình cũng mới sắp mua máy tính mới nên mình sẽ có thể là mình sẽ quay thêm bằng máy tính nữa. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi với một tựa game đó là đây, Apeon Pro. Thì mình đã xóa những cái trò game như là kia hết rồi. Tại những cái trò game đó mình hả, nó không được tích dụng. Mình cũng thấy chơi của các bạn cũng mấy bạn chơi mình chơi các bạn thấy có hay của bạn cũng chán. Nên mình tải để mình dừng những cái xe đổ lại. Nếu các bạn thấy hưởng ứng thì các bạn hãy like, share, và các bạn có muốn làm thì các bạn comment phía dưới các bạn. Mình sẽ làm cho các bạn coi. Ok. Đây là phần giao diện của game. Phần vô đầu tiên chưa chơi gì hết, chúng ta sẽ thấy đây là một cái nick của mình. Đây là nick mình chơi bằng Facebook, mình kết nối với Facebook mình chơi. Đây là nick của mình. Cũng 97 rồi. Liền cũng lâu lắm rồi. Đây là số tiền của mình. Đó, các bạn có thể nhận free coin ở đây. Đây là free coin các bạn có thể nhận ở đây. Nước giá là mình, tại vì mình là có cái gọi là cái này nè, mình cũng biết gọi là cái gì, cái hệ thành viên VIP á. Đó, mình mới vào vô các bạn sẽ có VIP bạc, VIP VIP đồng, VIP bạc, VIP vàng và VIP emerald gì đó, emerald, xong rồi VIP diamond, black diamond nữa. Thì mình mới tới cái emerald à. Thì các bạn sẽ có những cái VIP đó, các bạn sẽ được nhân số tiền này lên, số tiền này các bạn được sẽ nhân lên. Thì mình sẽ được đây đó, cái số tiền màu đỏ đang chạy giờ nè, là mình đã được 100. 100. Free coin thì mình được 50, 500. Còn cái này là free coin về with order, có nghĩa là bạn chơi game á, bạn sẽ nó sẽ cho một trò game cho các bạn để các bạn tải về á để bạn chơi, nó sẽ cho bạn free coin, hoặc giống như là free cash. Đây là cash, các bạn nạp tiền vô mỗi bằng đô. Và phi cash thì các bạn như đây nè, như cho một trò game đó, tất cả trò game nó sẽ nằm trong đây. Các bạn mua vô tải miễn phí và các bạn chơi nó sẽ cho các bạn cash đó. Thì các bạn sẽ có những cái, ví dụ đây là thứ hạng các bạn sẽ chơi trong một tuần. Nó sẽ bắt đầu từ tính từ chủ nhật 12 giờ đêm chủ nhật và cho tới 12 giờ đêm chủ nhật tuần sau. Đây là thứ hạng. Máy mình nó mạng hơi chậm, nghe đang mạng hơi chậm nên các bạn chơi á nó sẽ tính thời hạn. Mới đầu vô các bạn chơi càng chơi nhiều á thì các bạn sẽ được free cash, nhưng mà bạn đứng hạng 1, hạng 2, hạng 3 gì đó thì các bạn sẽ được tiền cash. Đó, cái cash là cái này đây nè, cash. Thì như hạng 1 thì các bạn được 175 cash, hạng 2 các bạn được 55, hoặc hạng 3 là các bạn được 25. Mình chỉ đang đứng hạng 16 thôi. Và những cái hàng này là nó chơi rất là ghê nha. 128 bạn được, nó được, nó chơi tổng kết số tiền mà nó chơi tất cả các dáng á thì nó được là 9.62 billion, là cái tỷ á, 9.62 tỷ tiền vàng. Mình chỉ có 12.111 million thôi mình chơi á. Đây đó, mình đang đứng hạng 2 của bên đây. Thằng này nó tới 1 tỷ mấy rồi, không có không lại tụi nó. Bên đây là hạng country á, đất nước Mỹ á, chơi country á thì nó tới mình tới hạng 22.000, đông lắm. Mình không chơi lại cho nó. World cả thế giới á thì thế giới nó chơi mạnh lắm. Mình có nhiều không, Mohammed này mình đã chơi gặp nó rồi nè. Nhiều hàng thế giới mình vô mình gặp nhiều lắm, nó chơi thứ hạng á mà ít. Có mấy hàng như là, hay là những cái hàng như là nó hay livestream á.
nó hàng hay like hoặc là những comment, nó hàng youtuber nó làm youtube á, thì nó sẽ chơi giờ em này nó đăng lên như là Hati nè, hay là những cái hàng như là nhiều lắm mình cũng không nhớ được tên, nó chơi nó sẽ đăng lên đó. Còn đây là tất cả những cái mình có thể chơi, red tip là luyện tập chơi với bạn, mình sẽ mời bạn cho mình chơi, hoặc là mình chơi lay midi in game tournament thì mình chơi tournament thì mình chơi theo kiểu mà chơi cũng chơi đấu vậy đó, nhưng mà nó sẽ gọi là đấu, các bạn sẽ đấu 3 trận nhưng mà thắng hết thì các bạn mới ăn được tiền, còn không thì nếu bạn thua giữa trận bạn không ăn được tiền, chỉ có kinh nghiệm thôi. Còn đây là cái trận này mình đã chơi rồi, nó khó lắm, không khó ăn nó lắm. Đó là cái lâu lâu nó mới ra thôi, nó ra thay đổi liên tục. Và nó có cả lay mini game này, như là những cái trò như là mở hộp kim cương, hoặc là quay số được tiền, hoặc là cào thẻ, hoặc là chơi đoán số. Đoán số là mình chơi rất là khó, mình không bao giờ chơi được cái đoán số. Cào thẻ thì nó dễ ăn hơn, spin nó cũng dễ ăn hơn. Mở boss thì cũng dễ ăn hơn, các bạn nên mở boss, bỏ tập tiền mở boss. Nhưng mà mình khuyên các bạn tiền hãy xin ba má trước nha, mình không có khuyến khích là mình các bạn mua đâu, không khuyến khích nha các bạn. Và lay iPhone cũng vậy, iPhone thì các bạn sẽ bấm iPhone, các bạn sẽ bấm vô nó sẽ hiện như vậy, nó sẽ hiện ra cái mức giá cho các bạn muốn chơi. Thì mình đã chơi được 12 chiếc nhẫn rồi, đây nè số nhẫn mình đang có nè. Mình chơi mình chỉ sưu tập nhẫn thôi, iPhone mình được 12 cái rồi, mình chơi thường mình sưu tập nhẫn. Để mình chơi mình sưu tập nhẫn, mình không thích đánh nhiều, chơi sưu tập nhẫn à. Hoặc chơi lay 1v1. Đó, đây là những cái ván đấu 1v1 giá tiền nè. Từ 100 vàng cho tới 50.000 vàng, 50 triệu vàng. Ván 50 triệu vàng thì mình chưa đủ cấp để đánh tới ván 50 triệu vàng thôi. Đây, 50 triệu vàng. Rất là hay, rất là ngon luôn. Đó, còn đây là cái gọi là dán đặt cược hết số tiền các bạn có, dù mà các bạn có bao nhiêu tiền mà trên giá 1.000 nha, các bạn mới chơi được nha. Trên bạn cái tiền các bạn phải trên 1.000 thì mới chơi được, thì các bạn đặt cược hết tất cả số tài sản các bạn vô, tùy thằng, nhưng có thằng thì tài sản không tới cái số tài sản của bạn, nên là đặt vô, nếu mà bạn thắng thì các bạn dân đôi, thì bạn thua các bạn mất hết, nhưng mà nó sẽ cho ra hai dán, nếu các bạn thắng liên tục hai dán thì các bạn ăn hết đó. Thì đây là nick của mình. Đây mình sẽ cho các bạn coi tới avatar của mình. Thì avatar mình sẽ cho các bạn coi kill của mình sau. Cái avatar của mình các bạn sẽ có thể use được, có thể sử dụng được avatar trên Facebook, hoặc các bạn có thể mua avatar ở đây. Mình đây được avatar, được tặng cái avatar Nancy này. Rồi những cái avatar này là mình được tặng hoặc là mua. Nhiều avatar đẹp lắm. Còn đây là, giờ các bạn sẽ coi cái Q của mình. Vô shop luôn chứ. Thành tích của mình thì các bạn có thể coi. À đây, mình sẽ nói luôn là nếu bạn nào muốn chơi á, thì mình có để cái số ID trên đây nè. Các bạn có thể bấm kiếm search vô cái số ID đó, các bạn mời mình. Bấm search vô, chỉ các bạn search vô cái ID. Đây nè, Invite friend nè. Đó các bạn app vô cái app by Inqui ID nè. Đó các bạn bấm cái số ID của mình vô thì các bạn nó sẽ hiện ra cái tên của mình mà bạn mời chơi. Mình chơi với các bạn. Nếu mà các bạn nào có ít tiền á, cỡ chừng 1.000 mấy, 2.000 mấy á, các bạn muốn thêm tiền á, các bạn mời mình chơi mình sẽ tặng cho các bạn tiền. Đây, số tiền nằm trên đây. Ok. Và đây là bắt đầu coi kill nha. Hồi nãy giờ mình nói gì ha? Kill thì mình, đây là những cái số kill mình chưa có mua. Ethereum, những cái số kill mua bằng cash, những cái kill mua bằng vàng, những cái kill mà mở hộp có. Rồi cái đây là cái kill mà của tất cả các nước, lá cờ của mấy nước gì đó, hình như không có Việt Nam đây. Nhưng mình để ý là không có Việt Nam, có China kills, để mình coi là kiếm có Việt Nam không nha. Mình cũng không có biết nữa. Tại vì chắc nó không có đâu, không có Việt Nam đâu. Nếu có mát mình cũng phải bỏ tiền mình mua thử một khay coi. Mà chắc không có Việt Nam đâu, làm gì có tới có Việt Nam ha. US. Đây, Việt Nam kills. Thì được, rồi mình sẽ mua cái đây, mình sẽ mua cái kill này, được, ngon. Ok. Và các bạn sẽ là kill sở hữu của mình.
Đây, đây là dạng kill khủng nhất của mình. Mình mở rương á, chứ thật sự Legendary không bao giờ bán, chỉ mở rương mới có thôi. Mình ta có tổng cộng là 9 cây kill Legendary. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây. Đó, 9 cây Legendary. Thì mình chỉ, đây là cây này mình thích nhất. Cây này là mình xài đó, là cây này mình mở sau cùng, mình mở sau, mấy sau này mới có. Thì nó có những cái độ như là Fox nè, độ mạnh. Cái em nè là cái độ dài. Spin là cái độ mà để bấm spin á, để chơi. Time là cái độ thời gian mà các bạn để đợi các bạn đánh á, thì nó nhanh, nó lâu hơn tí. Rồi cộng tới 8 times second. Ơ, sao rồi? Ơ, bị gì vậy? Chết rồi. Từ từ để mình coi. Thì nó tự nhiên nó bị gì kỳ vậy ta? Rồi, không biết luôn. Từ đứng máy rồi. Chết rồi, bị gì vậy? Từ để mình coi lại sao nó nặng người ta. Chắc dung lượng điện thoại mình nó ít quá. Để cái gì mà mình xóa bớt. Đó, để mình vô lại. Một số là cái hơi trục trặc tí thôi. Và để mình vô lại cái phần kills. Nó nói tới đâu ta? Đó, đây nó được cộng thời gian thêm, được cộng cái vàng mà hoàn trả lại 45% vàng hoàn trả. Được free cái mức độ nè. Đây là mức độ đánh. Thì các bạn được free luôn, là không cần mốt vào đánh rồi chừng nào mà hết cái đó, nó không có hết luôn. Các bạn không cần phải trả tiền thêm. Và cái số EP cộng thêm nè, cái số XP á, cái số kinh nghiệm cộng thêm. Đó, mình hết hết những cây như này. Những cái cây chỉ có, đặc biệt là cây Epic với cái cây Legendary này mới có thôi. Còn cây Rap, cây Ray với những cái cây kia không bao giờ có. Thì đó, Ray nè, không có. Chỉ có cộng thêm XP rồi, còn mấy kia là phải xài cái vị mà năng lượng cộng thêm. Đó. Cái đây là cái King Kill này mình đã mua, bỏ tiền ra mua với mức giá là 49 đô. Và được tặng 1200 cash. Nhưng mà cái đó mình hơi ngu một tí, tại vì cái này nó xài gì năng lượng á, mình ghét quá, mình cũng ít chơi với cái này luôn. Cũng thích luôn. Đây là những cái cây Q mà mình đã mua, hoặc là các bạn, hoặc là mình chơi tournament mình có. Đó. Apple Master Q, Cubic Q, Bishop Q nè, Bishop Q gì đó. Đó, những cái cây, những ba cái cây won này nè là mình chơi tournament mình có. 4 cây lận, đây cây nữa nè. Mình chơi mình thắng á, mình có. Đó, mà chỉ có một dạng Q đó thôi. Mình chỉ có những cái kill legend mình xài thôi. Đó, cái kill legend cuối cùng á, cây thứ 10 á, cây đó là cây cuối cùng. Và mình đang rất là ấm ức khi không mở được cây đó. Cây này nè, đây, cây này là khá là mạnh luôn, hoàn trả lại 50% số tiền. Các bạn chơi một cái dáng 100.000 thì bạn hoàn trả lại được 50.000, quá là ngon. Đó, cây này mình thích lắm mà nó không bao giờ nó ra được. Có nhiều người có, mình thấy cũng ham. Đó là những cái dạng kill của mình. Cái iPhone promotion thì các bạn đó là các bạn, nó kêu các bạn mua, bỏ tiền ra mua những cái event của nó. Thì hết khi mình mua event lắm, cái này mình thấy hay mình mới mua thôi. Dù các bạn chơi red tip á, thì các bạn có thể chơi red tip. Nếu các bạn muốn chơi red tip á, các bạn hãy nên chơi, mình khuyên các bạn nên chơi cái Bass and Lay nè, là chơi được hai người. Đó, chơi được chế độ hai người là các bạn chơi một mình người luôn. Còn cái kia là mình chơi với máy. Đó, các bạn chơi, dù bạn đánh đây đó, đây là người layer 2 nè. Đánh vô thì các bạn xong rồi nó chuyển qua layer 1 vậy đó. Thì đó layer 1 vậy đó, các bạn chơi các bạn có thể luyện tập những skill như là kiểu như là đánh ngược nè. Kiểu đánh ngược lại. Đó, kiểu những kiểu mà đánh ngược để vô lỗ á. Như đánh ngược với thằng này nè. Giờ vô cái này đi, mình muốn vô cái lỗ dưới. Muốn vô cái lỗ dưới này thì mình chỉ cần mình muốn vô cái lỗ này nè. Thì mình chỉ chĩa lên đây.
mình canh góc. Cái này mình cũng hay chơi nhưng mà mình ít khi mà mình vô, hên lắm mình mới vô thôi. Cái này tại vì mình không có tập nhiều á, cái đó tập cho các bạn khi nào các bạn chơi khó thôi đó, hoặc là canh đánh thường cũng được, đánh thường không cần canh góc canh giết gì hết, nó dễ hơn đó. Thì đó, hoặc là các bạn chơi Red Ship Weekly Fight nè, thì các bạn sẽ chơi cộng điểm. Thì, nhưng mà cái này chơi khó lắm, các bạn nên cộng điểm lâu, bạn phải đánh hết thời gian coi các bạn cộng được bao nhiêu điểm đó, nên là thôi các bạn chơi cái kia đi đó. Thường là mình chơi á, mình luyện nhẫn á, mình vô những cái trò dễ dễ như cái rất dễ dễ mình chơi luyện nhẫn cho nó dễ. Đây là mình được 16/32 nè, thì chứ mình còn vô nè coi phim, vô chọn mức giá 100 gì đó vô chơi gặp ba mấy không à, mười mấy cũng có, nhưng mà các bạn chơi cao hơn thì các bạn sẽ gặp những cao thủ đối thủ cấp cao hơn, các bạn khó chơi hơn, những cao thủ cấp cao hơn nó dày dặn kinh nghiệm hơn, các bạn khó chơi lắm đó. Chơi thì cái này chỉ có Nipon, các bạn Nipon với iPhone khác nhau chỗ nào, thì Nipon với iPhone á, Nipon thì các bạn đánh cứ tiếp tục đánh từ 1 tới 10, đánh 1 tới 9, còn iPhone á các bạn phải đánh theo màu, các bạn phải đánh theo màu, dù mà màu vàng đánh theo màu vàng, đánh theo màu trái đen theo màu, còn không thì đánh theo những cái trái bị sọc gì đó. Còn Nipon thì chỉ đánh theo kiểu như là từ 1 tới 9 thì các bạn đánh, chừng nào mà các bạn vô số 9 thì các bạn thắng. Các bạn không đánh số 9 liền, các bạn phải đánh vô cái những cái trái trọng tâm như nó đang chớp nè, đó. Số 1 đó, các bạn đánh số 1 mà các bạn dội vô số 9 vô lỗ, các bạn vẫn thắng. Đó là những cái chiêu trò rất là hay. Đó, những cái thứ mình các bạn. Rồi những phần sau các bạn mình sẽ chơi các bạn coi vài tập sau, mình sẽ giới thiệu trước cho các bạn vậy thôi. Ok nha. Đó, những giới thiệu mình vài tập vậy thôi. Thì cái số tiền này mình mới chỉ được hôm nay thôi à, tại vì mình bữa mình liều chơi mấy còn có 22.5 triệu à, bỏ vô chơi liều luôn, quốc gián 5 triệu luôn, quốc gián 5 million luôn, ăn được luôn. Nên khúc cuối rồi, thằng kia nó gần thắng rồi, khúc cuối cái nó chết, cái nó hủy, vậy là mình ăn thôi đó. Rất là hay, nên là các bạn muốn chơi với mình các bạn cứ lên tải về chơi với mình. Ok, mình sẽ cho cái ID nằm ở đây đó, các bạn coi cái ID này, bạn tải về chơi với mình. Ok, cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình. Các bạn soi thêm kênh của mình, và các bạn hãy nhớ like, share, subscribe kênh Facebook của mình, kênh YouTube của mình, để các bạn hãy nhận được nhiều video hay hơn nữa. Ok nha, tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong video tiếp sau. Video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ chơi cho các bạn chơi coi gì một vài dáng. Ok, bye bye các bạn.